Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận một của hôm nay, ngày thứ ba, 20 tây tháng 2 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có ba bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Clarence Thomas được đề nghị 1 triệu đô la mỗi năm để từ chức. Kính thưa quý vị, một câu chuyện khó tin nhưng mà là có thật vừa xảy ra. Đây không phải là chuyện đùa, thưa quý vị. Phó thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas đã được diễn viên hài John Oliver đề nghị trả cho ông ta 1 triệu đô la mỗi năm và một mobile home trị giá 2,4 triệu đô la nếu ông ta từ chức tại tòa án tối cao. Và ông diễn viên hài này là người dẫn chương trình Last Week Tonight của HBO đã đưa ra lời đề nghị vào cuối chương trình vào Chủ nhật, gửi lời chào mời đến thành viên phục vụ lâu nhất trong tòa án tối cao. Clarence Thomas, thành viên cao cấp nhất, thâm niên nhất trong đa số bảo thủ của tòa án tối cao. Trước đây ông ta đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức hoặc bị luận tội trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về mối quan hệ của ông ta với nhà tài trợ tỷ phú của đảng Cộng hòa là Alan Crowe và những món quà từ những người quen giàu có khác. John Oliver đã đưa ra lời đề nghị với Thomas trong buổi ra mắt phần 11 của Last Week Tonight và cho biết là ông đã nói chuyện với các chuyên gia pháp lý trước đó. Những người đã nói với ông rằng việc đưa ra lời đề nghị như vậy nó không vi phạm pháp luật. John Oliver nói rằng Clarence Thomas được cho là người có thâm niên nhất trên tòa án hiện nay và ông ấy dường như chưa bao giờ thực sự thích công việc này. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy có thể giữ được những đặc quyền xa xỉ mà ông ấy rõ ràng được hưởng mà không cần phải làm việc và hao tổn trí óc để đưa ra những phán quyết quan trọng? Lời đề nghị của tôi bao gồm 1 triệu đô la một năm cho đến hết đời. Nếu Thomas đồng ý rời khỏi tòa án tối cao ngay lập tức và không bao giờ quay lại. John Oliver cũng đưa ra một hợp đồng mà Clarence Thomas cần phải ký để đồng ý với thỏa thuận và John Oliver sẽ thanh toán ngay 1 triệu đô la đầu tiên của năm 2024 này bằng tiền mặt tận tay Thomas. John Oliver khẳng định rằng đây không phải là tiền của công ty truyền thông HBO, mà là tiền của tôi. Tôi có thể thực hiện các chuyến lưu diễn độc lập để kiếm tiền trang trải cho việc nghỉ hưu của ông trong nhiều năm cho đến khi ông nhắm mắt. Diễn viên hài John Oliver còn nhấn mạnh rằng lời đề nghị của tôi không có hiệu lực mãi mãi, mà chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Vâng, chính xác là ông chỉ có 30 ngày kể từ nửa đêm nay để việc từ chức của ông có hiệu lực trước khi lời đề nghị hết hạn. Kính thưa quý vị, John Oliver cho biết thêm về mobile home có trị giá 2,4 triệu đô la, trong đó có một phòng ngủ với giường cỡ vua nằm, có lò sưởi, có tủ lạnh và các tiện nghi khác như trong một ngôi nhà cao cấp. Kết thúc lời đề nghị của mình vào ngày Chủ nhật, John Oliver nói rằng, vâng, chính xác đó là lời đề nghị nghiêm túc đến từ tôi. 1 triệu đô la một năm và một mobile home hoàn toàn mới và tất cả những gì bạn phải làm để đổi lại là ký hợp đồng với tôi, từ chức và thoát khỏi tòa án tối cao. Diễn viên hài John Oliver kêu gọi Thomas hãy thảo luận đề nghị đúng đắn này của ông với người bạn đời thân thiết nhất của Thomas. Ý của John Oliver là
Nói đến người luật sư và là nhà hoạt động bảo thủ Virginia Ginny Thomas, là người trước đây là tâm điểm chú ý vì những cuộc trò chuyện mà bà ấy đã thực hiện với chánh văn phòng tòa Bạch Ốc hồi trước là Mark Meadows trong những tuần sau cuộc bầu cử năm 2020. Trong đó bà ta khuyến khích Mark Meadows tiếp tục nỗ lực lật ngược kết quả để giữ Trump tiếp tục tại nhiệm. John Oliver nghiêm mặt nói rằng, đồng hồ bắt đầu tính từ bây giờ. 30 ngày. Clarence Thomas, chúng ta hãy làm điều này. Tôi chờ câu trả lời của ông. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, câu chuyện này vui, dí dỏm và pha chút hài hước của John Oliver, nhưng là một câu chuyện nghiêm túc và có thật. Tuy nhiên, đứng về phía Clarence Thomas, ông ta không thể bắt bẻ John Oliver, bởi vì ông ấy có ông thần tu chính án thứ nhất bảo vệ. Nhưng mà Thomas phải cảm thấy xấu hổ vô cùng với lời đề nghị này. Tại sao lời đề nghị này không đến với một ai khác trong tòa án tối cao mà lại là ông? Hay là vì ông lớn tuổi nhất? Hay là vì ông tham nhũng trắng trợn nhất? Hay là vì ông tham tiền nhất? Hay là vì ông đưa ra những quyết định đảng phái nhất mà một công dân Mỹ muốn dùng tiền để đá đích ông ra khỏi tòa án tối cao? Thực sự mà nói thì lời đề nghị này rất hấp dẫn. Có thể buông bỏ mọi công việc và trách nhiệm, thông dong bay khắp thế giới, hưởng vài năm cuối đời. Bây giờ ông ta đã 75 tuổi. Nếu ông may mắn mạnh khỏe sống thêm được 25 năm nữa cho chẳng 100 tuổi, thì 25 năm nữa có 25 triệu mà nếu tiếp tục ngồi lì trong tòa án tối cao, thì ông sẽ không thể nào có được số tiền này. Đúng là John Oliver đã chơi một cú thật đau đến ông thẩm phán da đen, nhưng mà cứ ngỡ là mình da trắng nhờ bà vợ, nên ông ta xem thường tất cả những người da đen khác tại Hoa Kỳ. Giờ đây ông đang bị bêu xấu mặt là kẻ tham tiền, tham nhũng mà không thể làm gì được John Oliver. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai vào giữa chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề công tố viên đặc biệt yêu cầu tòa án tối cao cho phép vụ án gian lận bầu cử năm 2020 của Donald Trump được xét xử ngay lập tức. Kính thưa quý vị, công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm thứ Tư đã lên tiếng kêu gọi tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống Donald Trump được tiến hành xét xử ngay lập tức. Các công tố viên đang đáp ứng yêu cầu của nhóm Trump từ đầu tuần yêu cầu tiếp tục tạm dừng vụ án khi tòa án tối cao xem xét liệu có nên đưa ra câu hỏi liệu cựu tổng thống có được miễn truy tố vì các hành vi chính thức trong tòa Bạch Ốc hay không. Hai tòa án cấp dưới, tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm Washington DC đã bác bỏ quan điểm đó một cách áp đảo, khiến Donald Trump phải yêu cầu tòa án cấp cao liên bang can thiệp. Vụ án là một trong bốn vụ truy tố hình sự mà Trump phải đối mặt. Đã đến thời điểm quan trọng với bước tiếp theo của tòa án tối cao có khả năng giúp xác định liệu Trump có được xét xử trong năm nay tại Washington hay không, hay liệu các thủ tục tố tụng sẽ bị hoãn lại vài tuần hoặc vài tháng nữa. Ngày xét xử vốn đã bị hoãn lại một lần do kháng cáo miễn trừ của Trump lên tòa phúc thẩm, có tầm quan trọng tối cao đối với cả hai bên. Cả công tố viên đang tìm cách đưa Trump ra xét xử trong năm nay, trong khi các luật sư bào chữa thì đang tìm cách trì hoãn vụ án hình sự của ông ta đến sau cuộc bầu cử năm 2024. Nếu Donald Trump đắc cử trong khi vụ việc đang chờ giải quyết, thì chắc chắn là ông ta có thể sử dụng quyền lực của mình với tư cách là người đứng đầu cơ quan hành pháp để ra lệnh cho bộ tư pháp mới của ông ta bác bỏ tất cả vụ án, hoặc có thể tìm cách ân xá cho chính mình. Phản ảnh mong muốn tiến hành nhanh chóng, các công tố viên đã trả lời kháng cáo của Trump chỉ trong vòng 2 ngày
mặc dù tòa án đã cho họ thời hạn đến thứ ba hôm nay, mặc dù hồ sơ của họ không đề cập rõ ràng đến cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, hay vị thế của Donald Trump với tư cách là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa. Nhưng các công tố viên đã mô tả vụ việc này có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia và nói rằng sự chậm trễ trong việc giải quyết các cáo buộc này có nguy cơ làm ảnh hưởng đến lợi ích công cộng. Đất nước này cần một phán quyết nhanh chóng và công bằng. Lợi ích quốc gia trong việc giải quyết những cáo buộc đó mà không bị chậm trễ thêm là điều rất cần thiết. Nhóm của Jack Smith đã buộc tội Trump vào tháng 8 năm ngoái vì âm mưu lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bao gồm cả việc tham gia vào một kế hoạch nhằm phá vỡ việc kiểm phiếu đại cử tri trước cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Khi những người ủng hộ ông ta xông vào tòa nhà Điện Capitol trong một cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát, các công tố viên nhấn mạnh rằng những tội ác bị buộc tội đã tấn công vào trung tâm nền dân chủ của chúng ta. Âm mưu tội phạm bị cáo buộc của Tổng thống nhằm lật ngược cuộc bầu cử và cản trở việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho người kế nhiệm của ông ấy sẽ là nơi cuối cùng công nhận một hình thức miễn trừ tuyệt đối mới đối với luật hình sự liên bang. Các luật sư của Trump đã lập luận rằng ông ta được bảo vệ khỏi bị truy tố vì những hành vi nằm trong nhiệm vụ chính thức của ông ta với tư cách là tổng thống. Một lập luận chưa được kiểm chứng về mặt pháp lý vì không có cựu tổng thống nào khác bị truy tố trước đây. Thẩm phán xét xử và sau đó là tòa phúc thẩm liên bang đã bác bỏ những lập luận ngớ ngẩn đó, với hội đồng kháng cáo gồm 3 thẩm phán vào tuần trước đã nói rằng chúng tôi không thể chấp nhận rằng văn phòng tổng thống đặt những người từng giữ chức vụ của mình lên trên luật pháp trong suốt thời gian sau đó. Kính thưa quý vị, quá trình tố tụng đã bị đóng băng một cách hiệu quả bởi kháng cáo miễn trừ của Donald Trump, với việc thẩm phán liên bang Tanya Chutkan của Hoa Kỳ đã hủy ngày xét xử vào ngày 4 tháng 3, trong khi tòa phúc thẩm xem xét vấn đề và chưa có ngày mới được thiết lập. Việc Donald Trump kháng cáo và yêu cầu tòa án tối cao vào cuộc có thể gây ra sự chậm trễ lâu hơn nữa, tùy thuộc vào quyết định của các thẩm phán trong tòa án tối cao. Các lựa chọn của tòa án tối cao bao gồm bác bỏ kháng cáo khẩn cấp. Điều này sẽ cho phép thẩm phán Tanya Chutkan bắt đầu lại thủ tục xét xử tại tòa án liên bang của Washington. Tòa án cũng có thể gia hạn thời gian trì hoãn trong khi xét xử các tranh luận về vấn đề miễn trừ. Trong trường hợp đó thì lịch trình mà các thẩm phán đặt ra có thể xác định thời gian phiên tòa có thể bắt đầu. Nếu họ thực sự đồng ý với phán quyết của tòa án cấp dưới rằng Trump không được miễn truy tố, hôm thứ Tư, các công tố viên đã kêu gọi tòa án tối cao bác bỏ đơn thỉnh cầu của Donald Trump để xét xử vụ án và nói rằng ý kiến của các tòa án cấp dưới từ chối quyền miễn trừ đối với cựu tổng thống là có cơ sở qua vụ cố tổng thống Richard Nixon năm 1974 là bằng chứng mạnh nhất về việc không tổng thống nào có được quyền miễn trừ cả. Nhưng thưa quý vị, nếu tòa án muốn quyết định vấn đề, Jack Smith nói rằng các thẩm phán sẽ nghe các tranh luận vào tháng 3 và đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 6. Các công tố viên cũng bác bỏ lập luận của Donald Trump cho rằng việc cho phép tiếp tục vụ án có thể làm giảm hành động của các tổng thống tương lai, bởi vì họ sợ có thể sẽ bị buộc tội hình sự sau khi rời nhiệm sở và mở ra cơ hội cho các vụ án
có động cơ chính trị chống lại các cựu tổng tư lệnh trong tương lai. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ 3 vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với bài bình luận nhan đề Biden phải chấm dứt viện trợ vô điều kiện cho Israel để đánh bại Donald Trump. Kính thưa quý vị, như tôi đã có lần nói lên quan điểm của riêng tôi, rằng việc chính sách Israel-Gaza của Tổng thống Joe Biden không được lòng người Mỹ gốc Ả Rập, người Mỹ gốc Phi và giới trẻ Mỹ. Những điều này cũng có thể lật ngược cuộc bỏ phiếu đại cử tri để trao cho Donald Trump cuộc bầu cử năm 2024. Chỉ cần vài chục ngàn cử tri ở một số tiểu bang chiến trường là có đủ khả năng sẽ bỏ phiếu cho Biden, nhưng cũng có thể họ sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho Donald Trump, hoặc một bên thứ ba, hoặc họ chỉ ở nhà, không đi bỏ phiếu, thì cũng có thể đủ cho Trump để đắc cử tổng thống một cách hợp pháp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông ta đã xem thường những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm thuyết phục ông ta đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn để thả con tin và tránh một cuộc tấn công trên mặt đất lớn nhằm vào Rafah. Sau cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Tổng thống Biden vào tuần rồi, Netanyahu đã từ chối các cuộc gọi tiếp tục đàm phán thỏa thuận ngừng bắn để thả con tin, và ông ta đã viết trên Twitter rằng quan điểm của tôi có thể tóm tắt trong hai câu. Câu thứ nhất, Israel bác bỏ các mệnh lệnh quốc tế về giải pháp tình trạng cuối cùng với người Palestine. Và câu thứ hai, Israel sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương công nhận một nhà nước Palestine. Nếu Tổng thống Biden và các đồng minh trong quốc hội của ông có thể chia dự luật thành các phần riêng biệt về viện trợ quân sự và an ninh biên giới, thì họ có thể chia dự luật thành các phần riêng biệt liên quan đến đề xuất bán vũ khí cho Israel và Ukraine. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn ra vấn đề khi mà Tổng thống Biden đã bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc làm chậm lại việc bán vũ khí cho Israel. Nhưng mà đồng thời ông vẫn đưa ra sự phản đối tương đối nhẹ nhàng để bày tỏ sự bất bình. Nhưng mà thực tế là sự phản đối của Biden hoàn toàn không hiệu quả, không thể hiện được gì ngoài sự yếu kém của ông khi mà đối mặt với việc Netanyahu bác bỏ thẳng thừng lời yêu cầu hay là chỉ trích của Tổng thống Biden. Có thể nói là Netanyahu coi thường Tổng thống Mỹ. Trong một số những nhìn nhận từ những người thân cận của Tổng thống, họ cho rằng Netanyahu muốn giúp cho Donald Trump để đánh bại Biden. Trong khi đó, Biden và các đồng minh đảng Dân Chủ của ông tại Quốc hội đã tiếp tục đưa ra một dự luật trị giá 60 tỷ đô la, cung cấp các nguồn viện trợ rất cần thiết cho Ukraine nhằm giúp họ ngăn chặn sự gây hấn của Putin, với khoản viện trợ quân sự mới trị giá 14,1 tỷ đô la cho Israel. Một khoản viện trợ hoàn toàn không cần thiết để theo đuổi một cuộc chiến tranh du kích chống lại Hamas, vốn không có được những loại vũ khí tối tân như là quân đội Israel. Dự luật đó ban đầu bao gồm sự thỏa hiệp lưỡng đảng với các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện về điều gọi là an ninh biên giới. Nhưng khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện bác bỏ thỏa hiệp đó, thì đảng Dân Chủ đã loại bỏ các điều khoản về an ninh biên giới khỏi dự luật và hiện đang cố gắng dành phần còn lại của dự luật, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine, vượt qua các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Nếu ông Biden và các đồng minh trong quốc hội của ông có thể chia dự luật thành các phần riêng biệt về viện trợ quân sự và an ninh biên giới, thì họ có thể chia dự luật thành các phần riêng biệt liên quan đến đề xuất bán vũ khí cho Israel và Ukraine, cộng với viện trợ cho Đài Loan và viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Tổng thống Biden phải ngừng vận động viện trợ quân sự vô điều kiện nhiều hơn cho Israel, mà thay vào đó ông có thể bổ sung các điều kiện rằng Israel
cần phải ngừng tàn sát thường dân Palestine vô tội ở Gaza, phải ký kết hiệp định ngừng bắn để đổi lấy những con tin, và phải cam kết hướng tới giải pháp hai nhà nước. Trong đó cả hai đều công nhận quyền tồn tại có an ninh của Israel và ít nhất là quyền của người Palestine đối với chủ quyền của mình. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Hoa Kỳ Jeff Merkley của Oregon, Dick Durbin của Illinois, Elizabeth Warren của Massachusetts, Chris Van Hollen của Maryland và Peter Wells đã viết trên tờ The Washington Post rằng việc thiếu phản hồi có trách nhiệm đối với lời kêu gọi của chính quyền Biden đối với chính phủ Netanyahu. Trách nhiệm lãnh đạo thuộc về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải lãnh trách nhiệm bởi vì chúng tôi là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Israel. Vì chúng tôi đã cung cấp nhiều bom và đạn pháo mà Israel sử dụng trong chiến dịch ở Gaza. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, Tổng thống Biden cần phải đặt điều kiện khi viện trợ thêm cho Israel không chỉ là điều đúng đắn về mặt đạo đức mà còn phù hợp với các giá trị của Mỹ. Nó có thể giúp ngăn chặn việc Biden thua Trump trong đại cử tri đoàn do sự đào tẩu của cử tri Hồi giáo, người Mỹ gốc Phi và giới trẻ ở các tiểu bang chiến trường quan trọng. Một chiến thắng của Donald Trump sẽ được Netanyahu, Putin, Tập Cận Bình và các nhà cầm quyền độc tài khác trên thế giới hoan nghênh, cổ vũ. Nhưng mà với Tổng thống Biden, ngoài thất bại của cuộc tranh cử thì ông còn phải lãnh thêm trách nhiệm đạo đức và góp phần làm suy đồi giá trị của Hoa Kỳ trên trường thế giới. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả khắp nơi và xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình video 2 sau một tiếng nữa. Xin cảm ơn và xin kính chào.